ông nội của mình, tụi nó đang sống ngoài kia. Không đi đâu đi. Làm gì thì làm. Tự do với loài người, thực hiện những khát vọng của tụi nó. Tất cả những lời nói đây đều là dối trá. Bỏ đi Nhật. Giờ thì tới lượt mày. Sống sao cho đáng sống. Đâu có tội đâu anh. Em sẽ đưa Hà đi trốn tới một cái nơi mà chỉ có em với Hà biết. Tụi nó sẽ tìm mày, tìm những người mày yêu thương, cắn xé ra miếng thịt cuối cùng. Nó đau khổ lắm.